Xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục nhận định bóng đá trên kênh Kèo Bóng Tôn Tử trong buổi tối ngày hôm nay. Như các bạn cũng đã biết, trải qua những trận đấu cực kỳ là căng thẳng trong cái tuần vừa qua, thì lúc này đây bóng đá cũng đã chứng lại rồi. Sau khi cái đấu trường Cúp Châu Âu cũng đã khép lại, thì lúc này đây chúng ta sẽ cùng chờ đón cái đấu trường đó là Euro 2024 sẽ được khởi tranh. Hôm nay thì cũng đã là ngày mùng 3 rồi, cũng chỉ còn 13 ngày nữa thôi thì cái đấu trường Euro sẽ được khai mạc. Và trong khi chờ đợi cái đấu trường Euro thì chúng ta sẽ cùng hướng về những cái trận cầu, đó là những trận cầu giao hữu quốc tế, khi mà những đội bóng lớn sẽ có được một cái sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào cái đấu trường Euro các bạn nhé. Và trong cái buổi tối ngày hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai thì chúng ta sẽ được chứng kiến 5 cặp đấu sẽ được khởi tranh. Cặp đấu đầu tiên đó là cặp đấu khi mà Croatia sẽ có cuộc chạm trán với Bắc Macedonia. Cặp đấu thứ hai là cặp đấu giữa Albania với cả Liechtenstein. Cặp đấu thứ ba đó là cặp đấu giữa Anh với Bosnia. Cặp đấu thứ tư đó là cặp đấu giữa Đức với cả Ukraine. Và cặp đấu cuối cùng đó là cặp đấu giữa Slovenia với cả Armenia. 4 cặp đấu sẽ được khởi tranh trong cái buổi tối ngày hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai. 4 cặp đấu được diễn ra sát giờ như thế này thì Tôn cũng không thể nào mà lên tất cả những video nhận định và tham vấn kèo chơi cho anh em được. Tuy nhiên thì đội ngũ của chúng tôi có rất nhiều những chuyên gia làm về bộ môn thể thao bóng đá này. Vì vậy các bạn muốn nhận về cho mình những cái mã kèo tối ưu nhất để mang về cho mình những cái thành công thì các bạn hãy chủ động kết nối với Tôn qua cái địa chỉ Zalo, đó là số điện thoại 0348196760 để nhận được những cái tham vấn tốt nhất đến từ những chuyên gia trong ekip của chúng tôi các bạn nhé. Và như chúng ta cũng đã biết thì trong buổi tối ngày hôm qua cũng như là rạng sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã được chứng kiến một số những cặp đấu vô cùng là hấp dẫn trong cái khuôn khổ đó là U17 Euro 2024. Cùng với đó thì cái trận chung kết Cúp C1 thì cũng đã được khép lại rồi. Những anh em nào mà đã xem những video gần đây của Tôn thì phải nói là anh em cũng đã quá tưng bừng rồi phải không ạ? Nhất là cái trận cầu tâm điểm khi mà Real Madrid có cuộc chạm trán với Dortmund tại cái khuôn khổ là chung kết Cúp C1 châu Âu. Ở cái trận cầu này thì Tôn cũng đã để ngay ở cái phần tiêu đề, đó là Real Madrid sẽ đánh bại Dortmund với kết quả là 2-0. Những bạn nào mà chỉ cần xem thumbnail của Tôn thôi thì các bạn cũng hình dung được là những cái mã kèo mà Tôn cho anh em nó chất lượng như thế nào rồi phải không ạ? Đây, trên đây là những cái mã kèo mà Tôn cũng đã tham vấn cho anh em. Với hai cái mã kèo chính ở trận cầu chung kết này thì Tôn cũng đã cho anh em đầu tư chỉ có hai mã kèo mà thôi. Đó là cái mã kèo xỉu trận 3 hòa FT và Real Madrid chấp 3/4 bóng cả trận FT. Hai cái mã kèo này thì chúng ta cũng đã ăn full mâm rồi. Một lần nữa thì xin được gửi lời chúc mừng đến toàn thể những anh em nào mà đã đăng ký kênh của Tôn và đang theo dõi kênh của Tôn trong cái giai đoạn gần đây. Còn ở trong nhóm thì không cần phải nói làm gì, chắc các bạn cũng thừa hiểu là những cái mã kèo mà Tôn nên cho anh em nó chất lượng như thế nào. Không những là kèo handicap và những cái vị tỷ số hoặc là những cái mã kèo xiên thì Tôn đều tâm huyết và mang đến cho anh em những cái sự hài lòng. Rồi một chút chia sẻ để cho các bạn biết được là khi các bạn theo dõi kênh Kèo Bóng Tôn Tử thì các bạn luôn có được những cái sự đầu tư hiệu quả. Còn ở cái video trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một trận cầu tâm điểm thuộc cái khuôn khổ đó là giải giao hữu trước thềm Euro 2024, khi mà đội tuyển quốc gia Đức sẽ có cuộc chạm trán với đội tuyển quốc gia Ukraine. Trận cầu này thì sẽ được khởi tranh vào lúc 01:45 rạng sáng ngày mai, ngày 4/6/2024. Với lợi thế là sân nhà, cùng với đó thì Đức cũng đang là một ông kẹ tại cái đấu trường này, thì rất có thể ở trận cầu tới đây khi mà họ chỉ phải chạm trán với Ukraine, một đội bóng không được đánh giá cao. Trong khi đó thì ở thời điểm này Ukraine đang có những cái cuộc chiến tranh rất là khốc liệt với cả Nga, thì rất có thể là đội tuyển Đức sẽ đánh bại Ukraine với kết quả thắng rất là đậm các bạn nhé. Và ở trên cái tiêu đề của cái trận đấu này thì Tôn đang đánh giá rất cao cho một chiến thắng với tỷ số là 3-1 dành cho đội tuyển Đức. Và vì sao mà chúng tôi lại đưa ra một cái kết quả Đức sẽ đánh bại Ukraine với kết quả chênh lệch như thế này, thì ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những cái thông tin trước thềm trận đấu mà chúng tôi cập nhật được trước khi hướng cho anh em với những cái mã kèo chơi chất lượng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với thành tích của đội chủ nhà Đức. Nhìn về tổng thể trong 5 trận đấu gần nhất của đội chủ nhà Đức thì chúng ta có thể thấy được là Đức đang không có được một cái phong độ cao trong cái giai đoạn gần đây, khi mà họ cũng đã nhận về cho mình là 2 thất bại, 1 trận hòa và cũng chỉ mang về cho mình có 2 chiến thắng ở tại cái khuôn khổ là giải giao hữu quốc tế mà thôi. Tuy nhiên thì đội tuyển Đức cũng đã cho thấy sức mạnh của mình khi 2 trận đấu gần nhất họ chạm trán với những đối thủ cực kỳ mạnh, đó là đội tuyển Pháp cùng với đó là đội tuyển Hà Lan. 2 trận đấu này thì Đức cũng đã đánh bại cả 2 đối thủ.
họ cũng đã đánh bại Pháp với kết quả là 2-0 trong chuyến làm khách, và họ cũng đã đánh bại Hà Lan với kết quả là 2-1 ngay tại sân nhà của mình. Ba trận đấu còn lại thì Đức cũng đã để thua trước là Australia với kết quả là 0-2. Họ để thua trước Thổ Nhĩ Kỳ với kết quả là 2-3. Và họ hòa trước Mexico với kết quả là 2-2 các bạn nhé. Với một cái phong độ không được cao, tuy nhiên thì đối thủ của họ tới đây là Ukraine thì cũng không phải là một đội bóng quá là mạnh. Trong khi đó thì Ukraine đang gặp phải những cái chiến dịch khó khăn trong những cái cuộc ẩu đả với cả Nga trong cái giai đoạn gần đây. Chính vì vậy thì ở trận cầu tới đây chẳng có lý do gì mà các bạn lại không hướng đến một kết quả tốt dành cho đội tuyển Đức các bạn nhé. Trong khi đó thì trên đây là cái thành tích phong độ của Ukraine. Nhìn vào cái phong độ của đội tuyển quốc gia Ukraine trong 5 trận đấu gần nhất thì chúng ta có thể thấy được là Ukraine đang có một cái phong độ hủy diệt, khi mà họ cũng đã bất bại ở cả 5 trận đấu này. Tại cái đấu trường là vòng loại Euro thì Ukraine cũng đã có được cho mình những cái thành quả các bạn ạ, khi mà họ cũng đã đánh bại là Malta với kết quả là 3-1. Họ cũng đã hòa với cả Italia với kết quả là 0-0 ở cái vòng playoff để quyết định cho cái tấm vé vào chơi tại cái đấu trường là Euro 2024. Thì Ukraine cũng đã đánh bại những đối thủ như là Bosnia với kết quả là 2-1. Và họ cũng đã đánh bại Israel với kết quả là 2-1 chung cuộc các bạn nhé. Qua đó thì Ukraine cũng đã lách qua được cái khe cửa hẹp và tiến thẳng đến cái vòng loại của Euro 2024 này. Và để có được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái đấu trường Euro 2024 thì Ukraine sẽ có cuộc chạm trán với cả đội tuyển Đức trong cái đấu trường là giao hữu quốc tế, để họ trau dồi thêm kiến thức cũng như là cọ sát với những đội bóng lớn, có được những cái kinh nghiệm để bước vào cái đấu trường lớn. Với một cái thành tích như thế này thì chắc chắn rất nhiều các bạn sẽ hướng đến cửa đầu tư cho Ukraine trong trận cầu giao hữu này, phải không ạ? Nhưng kính thưa với toàn thể các bạn là ở thời điểm hiện tại Đức đang có một cái phong độ rất là tốt, khi mà hai trận đấu gần nhất họ đều đánh bại những ứng cử viên cho chức vô địch tại cái đấu trường Euro năm nay, đó chính là Pháp cùng với cả Hà Lan. Chính vì vậy mà trận cầu tới đây chúng tôi tiếp tục hướng đến một kết quả thuận lợi khi mà đội tuyển Đức sẽ đánh bại Ukraine trong cái trận cầu giao hữu này. Và một chiến thắng cách biệt dành cho đội tuyển quốc gia Đức hoàn toàn là có thể được xảy ra, khi mà chúng ta biết được trong quá khứ ở 5 lần đối đầu gần nhất của hai đội bóng thì đội tuyển quốc gia Đức họ đã hoàn toàn có được một cái kết quả thuận lợi trước Ukraine. Đội tuyển quốc gia Đức cũng đã đánh bại Ukraine trong 4 trận đấu và cũng chỉ hòa có một trận mà thôi. Đó là trận hòa mới nhất vào ngày là 12 tháng 6 năm 2023 tại cái khuôn khổ là trận đấu giao hữu quốc tế. Hai đội bóng cũng hòa với nhau với kết quả là 3-3. Còn để mà vào những cái đấu trường chính thì các bạn có thể thấy được là chưa một lần nào Ukraine có thể cầm hòa được Đức, chứ đừng nói đến thắng các bạn nhé. Tại cái đấu trường là World Cup năm 1997 thì hai đội bóng cũng đã từng có một lần chạm trán với nhau và Đức cũng đã đánh bại Ukraine với kết quả là 2-0. Cũng tại đấu trường là World Cup năm 2001 các bạn nhé, thì Đức cũng đã một lần nữa đánh bại Ukraine với một cách biệt rất là lớn, đó là tỷ số lên đến là 4-1. Và ở cái đấu trường là Euro năm 2016, Đức họ tiếp tục đánh bại Ukraine với kết quả lên đến là 2-0. Và tại một cái đấu trường khác được diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 thì đội tuyển Đức đã tiếp tục đánh bại Ukraine với kết quả lên đến là 3-1 các bạn nhé. Đó, 5 trận đấu mà đội tuyển Đức cũng đã mang về cho mình lên tới là 4 chiến thắng. Không những thế, họ đều có chiến thắng rất là cách biệt, ít nhất là từ 2 bàn trở lên các bạn ạ. Chính vì vậy mà trận cầu tới đây chẳng có lý do gì mà chúng ta lại không hướng đến một kịch bản tốt đẹp dành cho đội tuyển Đức, khi mà họ đang có một cái sân nhà để điểm tựa. Trong khi đó, Ukraine thì chúng ta biết rồi, trong cái năm 2024 này thì cuộc chiến tranh giữa Ukraine với cả Nga đang xảy ra những cái xung đột rất là lớn. Chính vì thế các cầu thủ của Ukraine họ cũng đang rất là hoang mang. Với một cái tinh thần thi đấu đang hoang mang như thế này mà lại phải làm khách thì chắc chắn Ukraine sẽ phải nhận về cho mình một thất bại cách biệt các bạn nhé. Ok, sau khi cũng đã đi phân tích và đưa ra cho anh em một số những cái thông tin cực kỳ là bổ ích về cái cặp đấu này, trong buổi chiều ngày hôm nay sau khi chúng tôi cũng đã họp bàn với nhau rất là kỹ lưỡng thì cũng đã chắt lọc ra cho anh em với hai cái mã kèo chính trong trận cầu này. Đó là anh em nên đầu tư vào cái mã kèo là đội tuyển Đức chấp 1/4 bóng cả trận với điểm ăn đang là 0.96, sẽ là một cái mã kèo cực kỳ tối ưu để các bạn có thể đầu tư được.
Cùng với đó là cái mã kèo tài trận ba hòa cũng là một cái mã kèo khá là sáng để các bạn có thể đầu tư và mang về cho mình những cái đồng lãi các bạn nhé. Cùng với đó thì ở trận cầu này Tôn sẽ hướng cho anh em ba vị tỷ số. Đó là những cái vị tỷ số là 2-0 dành cho đội tuyển Đức, 3-1 dành cho đội tuyển Đức, cùng với đó là cái vị tỷ số là 2-1 dành cho đội tuyển Đức các bạn nhé. Ba vị tỷ số này là ba vị tỷ số có xác suất xảy ra cao nhất trong trận cầu này. Nếu như anh em nào mà có vốn ít, anh em muốn đầu tư vào những cái mã kèo mang về cho mình những cái lợi điểm ăn cao, thì các bạn có thể đầu tư cho Tôn vào ba cái vị tỷ số này, là ba cái vị tỷ số theo như tính toán của chúng tôi nó có khả năng xảy ra cao nhất. Và như anh em cũng đã biết, nếu như kết quả xảy ra chung cuộc mà đội tuyển Đức đánh bại đội tuyển Ukraine với kết quả là 3-1 thì cái điểm ăn của chúng ta bỏ ra có 1 đồng thôi và chúng ta thu về là 10.5 đồng các bạn nhá. Một cái sự đầu tư để mang về cho anh em một cái thành quả rất là lớn luôn. Rồi như vậy là ở cái trận cầu này Tôn cũng đã tham vấn và lên kèo chơi xong cho anh em rồi. Tuy nhiên với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì Tôn vẫn phải cảnh báo với anh em là những cái mã kèo này cũng chỉ dừng ở cái mức độ tham khảo mà thôi. Vì ở thời điểm khi mà chúng tôi làm video thì vẫn còn đang rất là sớm. Lúc này thì chúng tôi vẫn chưa biết được cái đội hình ra sân của hai đội bóng và cũng chưa có được cái đội hình dự kiến của cả hai đội bóng. Chính vì thế những cái mã kèo này anh em cũng chỉ lên chơi vui vẻ văn nghệ mà thôi. Còn các bạn mà muốn có được những cái mã kèo chơi tốt nhất thì các bạn hãy chủ động kết nối với Tôn qua cái địa chỉ Zalo, đó là số điện thoại 0348196760, để các bạn nhận được những cái tham vấn tốt nhất đến từ những chuyên gia của chúng tôi các bạn nhé. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin kết thúc video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.